Anh Duy, cặp số của anh sang chính chủ đẹp hết hồn luôn. Bán cặp số này ra là đủ giải quyết công chuyện rồi. Bán nhà chi? Trời ơi, người ta dư người ta bán. Rồi số điện thoại này ha, 0333 00000 ha. Chỉ có hai số được, số 0 với số 3 thôi. Vừa xám chi, vừa lục quý, vừa chín nút. Số được mấy tỷ bạc. Còn cái số sao là 082444 ha. Số bất tử. Chủ làm nghề kinh doanh điện thoại, mua được cái nhà lớn bên kia kinh doanh. Cái nhà số 8 Đặng Văn Quyền này là người ta dư dùng người ta bán, chứ không phải rằng là thiếu tiền. Đừng ý kiến của đường. Cái nhà số 8 đường Trần Minh Quyền, phường 11, quận 10 này á, là một cái mặt tiền kinh doanh xuất sắc. Ngang này nè 6 mét hơn, cái chiều sâu này là 4m7, trên một cái diện tích tổng cộng đất ở đô thị là 28,9m2. Mặt tiền đường thì đương nhiên diện tích đó là không lớn, nhưng cực kỳ xuất sắc ở chỗ là gì? Được xây dựng là trệt và 5 lầu, tức là 6 phòng chức năng, có cái mặt tiền kinh doanh rộng 6m. Ở trên là văn phòng, còn thêm mấy cái phòng ngủ nữa, còn thêm cái bếp, sân phơi, rồi sân thượng, phòng giặt, 4 cái nhà vệ sinh ở trên đó. Cái đường Trần Minh Quyền này nè là đông ngườm nộp hang, hướng đó là đường 3 tháng 2, còn quay ngược lại hướng này đó, đây có mấy mét thôi thì bước ra đường Điện Biên Phủ. Phía bên này nè là dòng xây Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, trung tâm quận 10. Sài Gòn thì sầm uất tấp nập, kinh doanh mọi ngành nghề, không còn thiếu bất kỳ một cái tiện ích gì của một cái cuộc sống đô thị hiện đại. Đừng có nói là bệnh viện, siêu thị, trường học, đường xá cái gì á, ở đây mà làm ăn là đa ngành nghề luôn. Mà một cái nhà diện tích nhỏ, tầm tiền nó cũng nhỏ luôn so với nhà mặt tiền Sài Gòn. Bởi vậy nó rất tuyệt vời ở chỗ là diện tích xây dựng khéo léo, đầy đủ công năng, vừa ở vừa kinh doanh vừa kiếm tiền, mà trong một cái tầm tài chính đó, cực kỳ thấp so với trung tâm Sài Gòn. Nghĩ sao mặt tiền 6 mét thang lên trên đó, trời ơi cao. Cái nhà này á, trước đây á, là do người ta xây dựng kiên cố sẵn rồi, có hoàn công đầy đủ trên sổ hồng luôn, cho nên rằng là cứ thế vô mà ở thôi. Hướng này là đi thông thương khắp mọi nơi. Đôi khi những ngành nghề kinh doanh đó mình cần những cái diện tích thuộc dạng hàng hiếm như thế này, trong tầm tiền là 11 tỷ rưỡi. Như vậy thì ai mà cảm thấy rằng số tiền 11 tỷ 500 triệu mà mua được một cái nhà đầy đủ chức năng, công năng như vậy thì hãy gọi ngay cho anh Sang, số điện thoại cực kỳ hết hồn đó, 0333 000000, tức là 0 3 số 3, 6 số 0 tiếp theo. Vừa xám chi, vừa lục quý, vừa chín nút, mà vừa chỉ có hai phím thôi, phím 0 với phím 3 thôi. Anh Sang chính chủ có các số điện thoại rất đẹp, mà cái nhà này số 8 Trần Minh Quyền cũng rất đẹp. Bởi vậy trong cái công việc làm ăn đó, ảnh phát triển mua được cái nhà lớn bên kia để tiếp tục cái chuyện kinh doanh làm ăn, dư dùng cái nhà này để bán lại. Anh chị mình để ý cái gì may mắn hoặc là phong thủy gì đó, lấy cái vía của ảnh làm ăn vô kinh doanh mấy cái nhà này, làm ăn phát triển có khi. Ai mà nghĩ hay ho đó thì cái vía người ta hên nó hay đó, thì mình cũng có thể lưu ý cái chuyện này. Nguyễn Duy đi review vậy á, là không ăn thịt cò mà cắm hoa hồng, đã được thù lao công quay phim rồi, đi đến tận nơi vai flycam lên cho anh chị mình thấy một khu đô thị sầm uất ha, dữ dội đông đúc, không thiếu bất kỳ một tiện ích nào hết. Vừa ở được, vừa kinh doanh được, có cái thềm đậu xe nè, rồi văn phòng, vừa sống vừa kiếm tiền, và giữa trung tâm Sài Gòn, 11 tỷ rưỡi. Anh chị mình thấy không, cái số tiền đó nó không phải là quá lớn so với một cái nhà giữa trung tâm đô thị, nhưng mình có đủ xài đủ dùng. Nhà này xây từ lâu rồi cho nên nó mới có được cái diện tích này, chứ bây giờ nếu mà diện tích này ha, tầm tiền đó đó, chưa chắc xây được hai lầu, bởi vì cái phép á, xây không được hoàn công sổ hồng như nhà này đâu. Như vậy thì Nguyễn Duy có nói có, không nói không, trên mặt đường này tận nơi, đúng số điện thoại chính chủ, đi tận nơi đưa lên nhiều cái thông tin trên mạng xã hội của Nguyễn Duy là TikTok, Facebook, YouTube, để anh chị mình mỗi ngày mở điện thoại cùng những người thân coi bất động sản nó có đủ loại, từ đất lớn, đất nhỏ, nhà cửa như thế nào, đường xá, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đưa lên chị mình tham khảo. Ngay cái link định vị của cái nhà này cũng như để trong phần mô tả, anh chị mình lái xe hơi cái rét ở đây đi, đậu ngay chỗ này, vô tham quan nhà cửa thấy đúng, gọi chính chủ anh Sang đó, giao dịch thương lượng Nguyễn Duy không đứng giữa trung gian. Chỉ cần bấm nút đăng ký, bấm nút chuông bên cạnh là động lực để Nguyễn Duy tiếp tục mỗi ngày đi thêm nhiều miền xa, đưa lên nhiều thông tin về bất động sản cho anh chị. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi sẵn tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn đồng viên. Nguyễn Duy.